Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay Hiệp lại tiếp tục xuống dưới nông trại để xem thử coi là các bạn đã đào hồ được tới đâu rồi đó, mọi người. Buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn này đang tạm dừng cái công việc đào hồ để mà san ở phía trên này mọi người, san phía trên bờ đây này. Đấy. Tại vì bây giờ là cái bờ nó cao quá nên là khi các bạn đưa đất lên trên bờ thì nó sẽ rất là khó khăn đấy. Thì cho các bạn ấy tạm dừng cái công việc mà đào ở phía dưới hồ để mà bán bơ đã mọi người ạ. Đấy. Antonio. Hola, te llamo Antonio. Abel. Hola, te llamo Antonio Abel. Đây, hiện tại là các bạn ấy đang làm cái công việc san bơ này. Đấy. Bơ này thì bây giờ đất nó cũng khá là dẻo ấy nên là san rất là khó luôn. Mỗi buổi sáng thì mình thường là cho bạn Antonio ra bạn tiến hành gọi là đặt máy bơm và bơm nước lên sớm ấy. Sáng nay là không biết bạn bơm từ lúc mấy giờ này Antonio. Để mà nhà tira bomba aquí usagua qué hora? 7 hora. 7 hora. Đấy, từ lúc 7 giờ sáng mà tới bây giờ là đã 10 rưỡi rồi nha mọi người. Mà cái nước nó vẫn đang còn rất là nhiều này, đợt này là nước nó lên nhiều lắm. Đấy. 3 tiếng hơn 3 tiếng đồng hồ mà bây giờ là nước nó vẫn đang còn nhiều ở dưới cái khu vực khô ấy. Nên là cái công việc đào hồ càng lúc là nó càng khó khăn đó mọi người, tại vì là ngoài cái việc mà mình sẵn được đất ở dưới kia đưa lên thì còn phải phụ thuộc vào cái lượng nước của mình phải bơm lên nữa ấy. Đấy, thì thành ra là 3 tiếng rưỡi mà bơm nước mà còn chưa hết này. Cái bơm của mình thì thực ra là nó cũng không phải là bơm to mọi người, trong khi chờ đợi bơm thì cho cả bạn ấy san cái bơ này luôn. Đấy, san như thế này là nhìn bằng phẳng đẹp ấy. Así bonito, Antonio. Yeah. Ngày hôm nay thì mình cũng có một cái điều khá là vui dành cho bạn Antonio và bạn Carica. Đấy là có những mạnh thương quân ấy. Ở Việt Nam thì cũng có gửi một số quà tới cho các bạn ấy. Thì chốc nữa vào kia thì mình sẽ trao cho các bạn ấy. Đây này, nước coi là bơm liên tục các mọi người. Mình đặt bơm là bơm từ sáng tới chiều luôn đấy. Này, máy bơm này cũng không phải là nhỏ nhưng mà tại vì nước bữa nay nó lên nhiều lắm. Mỗi người là làm một bơ. Mimi. Xin chào mọi người. Ấy cái này là cái gì mà gái nó to lắm nhá. Này. Cái này hả? Không biết đấy, chịu đấy. Careca. Hi, xin chào các bạn, tôi là Careca. À. Là tudo bem, né? Tudo. Sou chef. Eu. Eu não bem. Cansado muito. Todo noite não consegui descansar. Jojo, này, chân đau lịch chui ra đây. Toma. Ué. Ok. Catat. Bisu. Dạ. Mimi thì chơi toàn là chơi những cái mà độc lạ đấy. Bisu có mấy? Một. Ngon. Có sâu bữa mà anh. À. Rồi rồi nha, mình mấy bữa nay là mình có bôi thuốc đỏ đô cho chó rồi đấy. Mình cũng có đổ cái âm bi ấy vào chỗ chân nhưng mà kiểu nó như nó bị loét á mọi người, nó cứ liếm liếm ấy. Bữa nay là gió ruồi nó nhiều anh, ruồi nó bầu á. Đau như thế này cứ chạy ra ngoài cát ấy là cứ xa xa vào cát ấy nó lại lâu lanh. Mình thì mình tính là bỏ cái chân nó lại á mọi người, bỏ kiểu băng gạc ấy. Nhưng mà bỏ như thế mình sợ mủ nhiều nó đau, nó lẹt lẹt ra ấy. Nên là chỉ có rắc bí vào cho nó nhanh khô thôi. Careca, você criança não brinca com lodo? Brinca. Você é caro, boneca. Até agora eu sei. Ah, sei? Já. Ensinando filho. Como o rapaz sabe fazer, agora já ensina ele, agora já sabe. Vou saber fazer carro, boneco, muita coisa com o Nós também antes, pega isso, brinca muito. Ok. Mas esse daqui aqui, tipo, você fazer, tipo, boneco e depois meter, tipo, queimar. Fica muito tempo. Demora mesmo. Eu penso isso, isso o quê? À, bố su phật giới cái là cái tê là nấy dạ. Ngồi là tương bố là tê la đúng không anh?
Đấy là cái chỗ những cái cục mà ngày hôm qua là Carica đã tiến hành đào đấy mọi người. Đấy, những cái cục này xong hất lên đây này. Đây. Mà vì cá cao quá ấy, nên là bây giờ là cho sán đi, sán cho nó thấp xuống đấy mọi người. Ở tay công sĩ ghi pica bê, a kê lê, không a kê lê. Sì, ontem nós consegui picar bem. Ontem nós conseguimos ficar bem, então vamos só experimentamos lá, experimentamos num lado, deu certo. Agora, então vamos dar sequência hoje do trabalho, como tinha muita água, metemos uma eletrobomba às 7 horas, aqui tinha muita água mesmo, então pensei, metendo todo o pessoal aqui para poder tirar todo o lodo. Yeah. Tá bem. Một buổi chiều hôm qua là mình xuống mình bay cho các bạn chắn này luôn. Chắn từng cái cách chắn với cả là cách làm việc sao cho nó nhanh ấy. Đấy. Như hôm qua là cũng nhận được cái góp ý của quý vị khán giả là cho cả bạn xếp thành hàng để mà chuyên cho nó nhanh ấy. Thì mình cũng áp dụng và cũng có dặn với bạn Carica là dùng theo cái cách đấy để cho nó nhanh ấy. Đấy. Với cả là đưa lên cho nó khỏi mệt. Đây này. Mấy bữa thì mình không có sán bơ thì nó không có bìa sập này. Xong bây giờ là sán bơ thì nó lầy sập ở ngay cái khúc này nè mọi người. Đấy, bơ nó sập này. Kiểu như là hôm bữa đấy mình còn dặn cả bạn ấy là phải đầu tiên là phải bán cái bơ ở ngoài này xong là bán dần dần vào ấy. Đấy, thế mà ông bắt dưới ông lấy treo lên trên cao trên kia ấy là xong rồi ông bán từ trên bắt xuống nên là sập luôn. Rồi còn rất là nhiều ở dưới này này, cái hố này là chiều hôm qua là mình lấy cho cả bàn ấy đào sâu thêm ấy. Đào sâu và rồng ra như thế đấy. Bây giờ là toàn bộ đường sẽ tập trung vào cái chỗ đấy. Rồi là cả bàn sẽ tiến hành là sẵn ở cái khu vực này. Còn cái chỗ đất phía dưới này là cái chỗ đất mà hôm bữa các bạn đào ấy, chưa kịp xúc đó mọi người. Tại nước nó nhiều quá ấy. Palia que indireta terra agora fica bem bonito, né? Aqui também pode coisa, pode fechar já. Fechar depois eu meti tubo. Yeah. Giờ hôm nay anh cho đào tâm bao nhiêu mét này là được? Sâu xuống đấy là khoảng được 2 mét đấy, ngay cái chỗ mà không quá đào ấy. Dạ. 2 mét, hơn 2 mét một chút đấy là được rồi đấy. Đào tay nhiều quá thì cả bạn rất là mệt luôn. Dạ. Mà em nghỉ tầm 2 mét cùng nuôi được cá rồi nhỉ? Ừ. Bữa nào mà thả cá mà mình mua thêm được một ít ốc giống á, thả ốc giống cũng có giá lắm đấy. Ừ. Cái số cá bao số 2 mét rồi. Xe cả. Ừ. 1 mét rồi mấy rồi, ta mấy bộ để 1 mét rồi mấy rồi, 2 mét rồi. Xe cả ra. Constante a profundidade do que temos ali na eletrobomba, até aqui em cima, pode bater com isso. 2 metros e tal. Yeah, yeah. O nível do buraco. Buraco chega aqui, sim, passa 2 metros. Passa 2 metros. 2 metros tarde, mas é nosso cavalo 2 metros chega. Yeah. Nossa. Chega já. Já cansado. Perdeu muito tempo aqui. Chỗ này làm mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều sức công sức gửi xuống những cái hồ này đây này. Buraco ontem faz aqui valeu a pena. Buraco ali muito fundo mais top. Agora todo água aqui. Sim, tudo água vem. Bem, você trabalhar tem que trabalhar organizar, né? Vai ficar bom. Tudo cair lá, depois você usa aquele cortar lá em cima rápido, né? Já vê qual é mais rápido, né? Nhanh, rápido é nhanh, làm việc nhanh. Làm việc nhanh, làm việc nhanh lắm. Nhanh lắm, rất nhanh. Nào thêm cái chuyện lắm đó sao nhỉ? Hoje eu tenho uma boa surpresa para ti. Dạ ué. Ôi trời ơi. Você chama também Antônio, vai já lá dentro, é? Okay. Yeah. Hoje eu quero uma conversa contigo, com ele. Tá bem, você. Yeah. Tá bem. Ở phía bên này thì các bạn cũng làm cái công việc là sán đó mọi người. Đây là cháu của bác giới này. Rồi, cumprimenta. Olá, sou enfermeiro. Hmm.
aprende cô ra. Hola, xin chào. Hola, xin chào. Xin chào các bạn, tôi là. Hola, xin chào các bạn, tôi là Celestin. Tôi tên là Celestino, né? Sí, sí. Sei mais rápido. Tem que ser com professor. Vai. Grande professor. Xin chào các bạn, tôi là Celestin. Xin chào các bạn, tôi là Celestin. Agora fala rápido. Xin chào các bạn, tôi là Celestin. Dạ, tá bom. Aprende devagar. Thanh niên này rất là trẻ tuổi luôn. Là cháu của bác giới mọi người. Vừa tròn 18 này anh. 18 tuổi. Hola King. Hola, xin chào các bạn, tôi là King. King bên cao mà. Bên này thì có Natu này, ngoài ra là con gà anh Chiquito này, Natu. Hola, xin chào mọi người, tôi là Nat. Chiquito. Hola, xin chào mọi người, tôi là Chiquito. Bà dây. Rigue. Você é Rigue. Hola, xin chào các bạn, tôi là bà dây. Tá Rigue. Ok, bora, chiquito, chefe. Ele por quê? Ele. Fala já te acabando, chiquito. Ele tá tava sem saia, pra não esquecer. Você menti. Você sabe que quando eu ver, você sempre vê cara do chefe, você ri. Nada, meu cara tem sujo, que tá rindo por quê? A vez. Às vezes quando eu vejo o chefe, fico a rir. É quando o chefe às vezes pega a câmera. Então, assim, mas o chefe vai tentar falar depois, vai falar um bocado, então fica ali assim, mas vou de rir. Como? Tipo, o chefe assim, pegar a câmera já para afirmar. Primeira palavra para o chefe falar. O chefe esquece, depois vai repetir, então fica assim, mas está de rir. Vai dizer, não está de rir, mãe. Vai dizer, à, mình thường thì mình cầm camera lên đây nhưng mà mình nói một cái gì đấy mà mình nói chưa đúng ấy thì mình sẽ nói lại á mọi người thì thường nói lại như thế thì bà dưới thấy mình như thế bà dưới nó hay cười á mọi người đấy. Bà dưới cũng hay chọc em lắm nhá, giống như là em nói sai á, nói sai tiếng bô như là cái từ gì nhỉ, từ mà các bạn nghỉ á hôm nay thiếu á là now send this video đấy. Em khi nào em cũng nói tắt là now this video à, now bit deal á. À. Khi nào là cũng nhắc cái câu đó là lâu cười đấy. Bố xe á. Không muốn làm người được. Nó phải sẽ cái yêu mai ấy á. Đấy, hôm qua là mình bảo bạn ấy là cuộc như thế này này, đấy, cuộc từ ngồi đứng sau xuống trước ấy, xong rồi bắt đầu mới cuộc dần dần lên như thế này mọi người. Đấy, ông treo lên trên cao nhất trong cuộc xuống ấy, cuối cùng là nó sập, nó tụt xuống dưới hô luôn. Bà ơi, isso lodo, mete na pena, vai ficar bem branco. É, mete na pele, amanhã bem branco. Cái phần phía sau chỗ này là cũng là cái chỗ mà lượng nước nó nhiều mọi người này. Đấy. Rồi từ đấy nó đi lên trên kia là có kiểu như là có một con mương ấy, là nước nó chảy xuống đấy. Nên là cái phần bờ của cái chỗ ngay cái khu vực này là nước nó chảy ngâm ở phía dưới ấy, mọi người. Ở sau này củi nhiều nhỉ? Ừ. Để bảo vệ các bạn lân gom vào trong. Đi. Rồi, bây giờ để mình đi vào trong xem mình trao quà cho bạn Antonio với bạn Carica đó mọi người nhé.
Đây, bây giờ là tới cái phần là mình sẽ trao quà của các mạnh thường quân cho hai bạn ấy. Từ ngày các bạn về đây làm việc ở trong nông trại thì nói chung là các bạn làm việc cũng rất là ok, rất là ổn mọi người. Nhất là Antonio thì bạn rất là siêng năng này. Còn Carica thì trong công việc thì nhiều khi là một số quý vị khán giả cũng có nói là bạn ấy không thể làm ấy mọi người, nhưng mà công việc của bạn ấy là quản lý nên bạn ấy phải là đi mỗi nơi một chỗ ấy, tức là khi phân công ra thì từng nhóm làm thì bạn phải đi quản lý mọi người, nên là đâm ra nhiều khi thấy bạn ít làm hơn bạn Antonio ấy, thì mong mọi người cũng hiểu cho bạn ấy. Ngày hôm nay thì có một số mạnh thường quân có gửi qua tới cho hai bạn ấy. Trong đây thì mình cũng có lên cái danh sách đây rồi. Đầu tiên là có chị Nga Vũ này, là chị ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, thì chị có gửi cho Carica 1 triệu, và chị Vivi là 500. Nhưng mà chị Vivi thì bữa nào mình xuống dưới nhà đây mình sẽ trao lại qua của chị Nga cho chị Vivi sau. Ngoài ra thì có một cô Nga ở Kiên Giang nữa đấy, ai tên Nga cũng rất là thơm thảo luôn. Là cô Nga này thì ở Kiên Giang cũng gửi cho là Carica là 500 và Antonio là 500. Ngoài ra thì còn có Cúc ở Hậu Giang, cô cũng có gửi cho Antonio 1 triệu mọi người. Thì ngày hôm nay là mình sẽ trao tất cả các cái món quà của mạnh thường quân tới cho hai bạn luôn, tức là mỗi người là sẽ được 1,5 triệu nha mọi người. Đấy, hola, hoy tengo una grande sorpresa. Antonio, hey. Ya saben, ya saben, porque yo cuando siempre te llamo venir aquí, te falo, tengo una grande sorpresa. Así ya significa ya ten presente, ¿no? Y siempre, yo voy a agradecer siempre a todo persona allá en Vietnam, vive fuera, como vive aquí en Angola. Yo siempre agradezco mucho porque não é fácil, pessoa, não, eu não vê ele nunca vê, assim, nós ficar junto, sentar junto, mas ele sempre ajuda eu, não é fácil, então eu sempre agradeço muito ele. Ele vê vídeo, vê, você tá trabalhando bem, tá vendo? Tá trabalhando bem, coisa, ele gostou, ajuda. Tôi làm việc tốt. Antonio? Làm việc tối đâu nào? Làm việc tốt thì trabalhar bem hay no? Trabalhar bem. Làm việc tốt. Fala igual a Carica, tôi làm việc tốt. Làm việc tốt. Tôi làm việc tốt. Tôi eu. Làm việc, trabalho. Tốt. Tốt. Ah, ok. Hoje tem pessoa lá pro Vietnam enviar presente para você. Ele envia dinheiro lá, eu troco a Kwanzaa depois da você, tá vendo? Tá bom. Tá bom lắm. Tá bom nhiều lắm. Tá bom nhiều lắm. Primeiro, Carica, tem cô Nga. Yeah? Dạ. Cô Nga ở Kiên Giang này mọi người, là cô có gửi cho Carica là 500.000 tiền Việt đấy. Cảm ơn cô Nga. Cảm ơn lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Em đưa tiền của từng mạnh thường quân đi. Đấy. Là cô Nga ở Kiên Giang gửi cho Carica là 500.000 tiền Việt này. Ngoài ra gửi cho Antonio là 500.000 tiền Việt luôn. Đấy. Hey. Ở đây thì 500.000 con giá thì quy đổi ra là 17.500 mọi người. Đấy. Đưa cho Antonio luôn nhỉ. Dạ. Cô Nga con có gửi cho Antonio là 500.000 tiền Việt này, cùng 17.500 này, đưa cho các bạn trước. Trong lối tới những phần quà của mạnh thường quân khác. Ê, con ta. Antonio nè. Tá bom. Tá bom. 17.500, né? 1, 2, 3. 17.500. Tipo, língua vietnã, me falar 17.000. 7 tam.
78. Okay. 17.500. À 17.800. 500. 17.500. 17.000. So the point. Tiếp theo là bạn Kareka, thì bạn được chị Nga Vũ ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, chị có gửi cho bạn Kareka là 1 triệu. Đấy, em tính 1 triệu ra là 35.000 đó mọi người. Đấy, là đưa cho bạn Kareka. Sướng. Con ta, con thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vai equivalente 10, 20, 30 e 5.000. 35. 35.000. Tô tão guante. Sabe contar? Sei. Quanto total como vai bater 35, 40, 52.500. Cảm ơn. Ừ, hai tháng là bằng hai tháng lương rồi mọi người. Đấy. Đấy, tiếp theo là của Antonio, là cũng được cô Cúc ở Hậu Giang, cô có gửi cho Antonio là 1 triệu nữa mọi người, là 35.000 con giá đấy. Đấy, Antonio también. Hace 40... 52.500. Igual carrega. Sí, igual carrega. Yeah. Y su presente du carrega, ¿no? Una chinga. Chi significa irma. Okay. Irmanga. Irmanga. También una tía nga. Okay. Cô sama tía nga, cô nga sama tía nga. Okay. Tá vendo? Oh, dois pessoas não me enganam. Tudo igual. É. Não me enganam, muito bom, né? Tá. É, relator. Relator, né? Relator é. Niolá. Agora, o Antônio, mesmo com a. Também, mais com o Cucu. Cucu. Com a. Ah, Cucu. Presente da. Tudo da. Tias da você, tá vendo? Obrigado, tá bom. Yeah? Agora eu não quero falar uma coisa do que? Vou falar. Obrigado a todo o pessoal que sempre me ajuda. Não é fácil a gente só trabalhar e sem nos ajudar também. E outra coisa, só nos ver nas redes sociais. E eu agradeço muito quem tem nos ajudado. Eu vou dar o meu esforço para mim poder trabalhar, sustentar a minha família. Não importa o que seja. Com força, eu vou dar o meu melhor. Enquanto eu estiver de pé, dormir, eu acordar, estar de pé, meu foco principal é trabalho. Porque sem o trabalho é quase nada, eu não vou ter mesmo nada. Tenho família para sustentar, ainda coisa mais, muita responsabilidade. Então vou dar o meu melhor. Obrigado para todo o pessoal do Vietnã que está fora, tem nos assistido, tem nos acompanhado a nossa trajetória. Eu agradeço muito. Agora fala a língua vietnã. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn quem? Cung Nga, Trinh Nga. Đúng rồi, Cung Nga, Trinh Nga. Agora, Antonio. Eu quero agradecer. Cung Nga me dá esse dinheiro. Eu comprar coisas, porque também eu necessitava comprar muito material, porque meu filho eu. Eu agradeço muito. Porque eu vou continuar a trabalhar. Trabalhar dando duro e para ver, continuar mais o Cucu, para me continuar a ajudar mais, dar dinheiro eu. Eu precisava muito ajuda dele mesmo, porque não estava muito fácil mesmo. Houve esse dinheiro, porque eu não contava ter esse dinheiro. Eu agradeço muito mesmo e vou continuar a trabalhar. Yeah. Agora fala a língua vietnamita. Língua vietnamita. Fala cảm ơn, Cucu, Cunha. Tá bom, Cucu, Cunha. Cunha. Tá bom, Cucu, Cunha. Não é na. Nga. Nga. Ok. Tá bom. Nga, tá uma conta pé. Agora, Antônio, ele disse, isso dinheiro, ele vai comprar roupa, caderno, coisa do criança para escola. Também ajuda um bocado na família. Agora você, isso dinheiro vai fazer?
Eu fazer com ele plano, primeiro coisa, comida. Comida, agora criança já, mulher antes grávida, agora já nascer. Criança precisar também de dar um pouco leite. Vamos comprar um pouco de leite para também dar na criança, para também não doencer à toa. E como também já me deram carta para fazer a apresentação da mulher, agora estou com ela há muito tempo e não fiz ainda o pedido, o casamento, né? Casamento familiar. Então vou fazer já o casamento e também, como já tenho conta bancária, vou guardar bocado para me fazer os deveres. Tá bom. Sim, tem que poupar, guardar um bocadinho para anos que vem chegar, tá vendo? Exato. Cada mês você guardar. Tá vendo? Tá. Yeah. Também sabe que você já tem conta, né? Também tem IBAN, né? Assim, cada mês eu vou dar um bocado de dinheiro da mão de fazer comprar coisa do casar, né? Agora outro, eu envio direto no conta, né? Preciso entrar mais no coisa. Torlam. Ei, mulher, Cati. Cati, vem. É. Marido tem dinheiro, velho. também falar, Cati, obrigado, pessoal, porque ela já, eles ajudam também a família. Ok. Cati. Cati, senta lá. Vem sentar aqui. Muita gente que a gente trabalha aqui, que vive lá em Vietnã, então, eles sempre têm acompanhado o nosso trabalho. E se calhar você começaste a trabalhar agora, mas a nossa vivência já é de muito tempo. Então, vou te apresentar este dinheiro que nos deram, mas não é nos dá porque é porque não, ele não nos conhece. Apesar pelo telefone, mas nos conhece pelo nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho, nos ajudou com esse trabalho. Esse dinheiro aqui tem lá 52 mil kwanza e 500 para você. Vamos já fazer, Tom. Vai ficar com ele, porque se eu ficar com ele, talvez na dança vou querer gastar. Nós, como homem, talvez gastar uma toa. Agora vou começar a seguir o ritual, o tribo tipo Vietnã. Yeah. Tudo fica na mão da mulher. Sim, eu não tenho nada. Agora, Antônio vai dar quem guarda. Assim é o tamanho da mulher. Agora você também fala obrigado àquela pessoa. Obrigado a todas as pessoas que estão nos ajudando. Careca thì không có cái kiểu nói như kiểu careca mọi người. Careca thì nói nhiều nhưng con vợ thì nói ít nói lắm. Rất là ngại ấy. Dạ, ta bọn vẫn đi continue câu hỏi ra. À, các bạn không mì đấy. Dạ. Một lần nữa thì thay mặt cho hai bạn ấy thì Tuần Hiệp TV cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các mạnh thường quân đã gửi qua tặng cho các bạn ấy. Ngoài ra thì cũng cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng Tuần Hiệp TV trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bây giờ thì có lẽ là mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.